cũng xem kênh Dung Vi của Quang Trường. Dạ. Thấy bên Trường Thành cũng là một đơn vị uy tín nên mình quyết định mình mua của bên Trường Thành. Dạ. Trường Thành Audio, uy tín hàng đầu, âm thanh tuyệt hảo. Hello, xin chào tất cả quý vị và các bạn thân yêu, lại được gặp lại tất cả quý vị và các bạn trong clip ngày hôm nay. Và đặc biệt là ngày hôm nay thì Quang Trường lại có mặt ở bên quận 9 quý vị nha, tại gia đình nhà anh Toàn để lắp đặt một bộ dàn âm thanh hết sức là tuyệt vời của chúng ta trong thời gian qua. Đặc biệt là với những quý vị nào mà chúng ta đang quan tâm mà muốn mua sắm hay nâng cấp những bộ dàn thì quý vị hãy xem hết video nha. Quang Trường sẽ giới thiệu và chia sẻ cho quý vị và các bạn với những không gian thì với không gian gia đình nhà anh Toàn này thì cũng là một không gian khá là rộng nha mọi người, một không gian mở cũng tầm khoảng trên 40m2, khoảng 50m2. Đặc biệt thưa quý vị, trong âm thanh thì chắc chắn rằng để chúng ta chơi mà tối ưu hóa được giống với nhà sản xuất đưa ra ấy, thì chắc chắn rằng là gia đình nhà anh Toàn sẽ phải làm một cái phòng riêng quý vị này để chuyên karaoke không thôi. Nhưng dĩ nhiên rồi, không phải không gian nào chúng ta cũng có thể đầu tư được, đúng không ạ? Nó rất là tốn kém. Và trong cái combo ngày hôm nay của chúng ta với một không gian rất mở như thế này, đòi hỏi cái chất lượng âm thanh, hát karaoke chuyên nghiệp quý vị này, rồi nghe nhạc sôi động đa năng, trong cái tầm giá dưới 30 triệu, chắc chắn rồi, chắc chắn với combo này của chúng ta ngày hôm nay sẽ được rất nhiều quý vị và các bạn lựa chọn nhé. Và đặc biệt ngày hôm nay thì gia đình nhà anh Toàn đã lựa chọn một cấu hình được Trường Thành Audio phối ghép trong thời gian qua bán rất là chạy trên thị trường nha mọi người, với một cặp loa đến từ thương hiệu của CVS quý vị này, một cặp loa full bass 12 in và một loa chép kèn. Với dòng CVS thì được sản xuất toàn bộ trên công nghệ và dây chuyền của Mỹ nha mọi người, được nhập khẩu trực tiếp bởi công ty Nhật Hoàng Audio. Với mẫu loa full bass 30 này thì chắc chắn rằng với một không gian mở như thế này thì quý vị và các bạn hoàn toàn có thể chơi một cách thoải mái nha, không bao giờ sợ hát rẻ loa. Mặc dù trong cái phân khúc của chúng ta thì dĩ nhiên mỗi quý vị sẽ có mức đầu tư khác nhau, đúng không ạ? Chúng ta có tầm bao nhiêu thì chúng ta chơi ở mức bấy nhiêu thôi. Và nếu quý vị nào có nhu cầu thấp hơn thì tại Trường Thành Audio cũng có rất nhiều những combo thấp hơn và cao hơn, cũng có rất nhiều sự lựa chọn. Chúng ta sẽ chơi tùy theo cái nhu cầu, mục đích sử dụng. Và đây thưa quý vị, để chúng ta đánh được một cặp loa full bass 30 trong cái cấu hình tầm tiền này thì Trường Thành Audio đã xây dựng rất nhiều những cái sản phẩm quốc dân của chúng ta trong thời gian qua, đúng không ạ? Đầu tiên thì chúng ta sẽ có một cục đẩy công suất 2 kênh quý vị này, cũng đến từ thương hiệu CVS M2600, cho ra mức công suất là 600W trên một kênh. Đây cũng là một mẫu cục đẩy công suất có kiểu dáng thiết kế rất là đẹp quý vị này, tầm giá bán rất hợp lý nha, chất lượng âm thanh rất là hay trong phân khúc. Và ở giữa thì chắc chắn là chúng ta sẽ thấy một cái sản phẩm siêu hot trong thời gian qua rồi, đúng không ạ? Được hàng nghìn gia đình ưa chuộng sử dụng cái dòng vang số này. Đây là chiếc vang số Vatasa V6 Pro nha mọi người, đến từ thương hiệu Vatasa. Và đây là một chiếc vang số thông minh, có rất nhiều chế độ để chúng ta chọn bên ngoài quý vị này, có 4 chế độ chọn sẵn này, rồi kiểu dáng thiết kế của dòng V6 Pro thì nhìn nó rất là đẹp mắt, sang trọng. Và bên đây thì có 3 nút tính năng âm lượng của effect quý vị này, echo này, micro và music. Đặc biệt là chiếc vang số này thì nó được trang bị rất nhiều phần cứng rất khủng nha mọi người, chip xử lý DP của Mỹ đời mới quý vị này, lõi kép cho cái chuẩn giải nén 64 bit, âm thanh rất hay, rất sạch nha mọi người. Và đặc biệt là nó có một cái chất lượng tiếng music nghe rất hay, chi tiết. Rồi tiếng reverb echo chúng ta nghe rất hay, tiếng micro rất là ngọt. Với những quý vị nào mà chúng ta sử dụng những chiếc điện thoại iPhone này hoặc máy tính bảng iPad thì chúng ta tải phần mềm về, chúng ta có thể hoàn toàn làm chủ cái chiếc vang số này được một cách rất đơn giản nha, dễ hơn là dùng âm ly nha mọi người. Và bên trên đây thì chúng ta sẽ thấy một bộ micro không dây cao cấp cũng đến từ Vatasa T800. Đây là mẫu micro rất là hot, đúng không ạ? Và đây Quang Trường sẽ cầm cái tay micro micro này lên để cho quý vị và các bạn cùng cảm nhận nha. Với lối thiết kế của T800 thì nó thiên về cái màu này là màu xám quý vị nha, màu xám nhìn rất là sang. Đây là cái tai micro thông minh, có tính năng tiết kiệm pin quý vị này, công nghệ tiết kiệm pin, có trang bị cảm biến gia tốc quý vị này, tự ngắt này, rồi cảm biến tự ngắt, rất nhiều công nghệ, đúng không ạ? Và cái vỏ tai micro thì làm rất là chắc chắn bằng kim loại nhôm cao cấp. Đặc biệt là cái tiếng hát khả năng
tiếng hát rất nhẹ quý vị này, chống hú cực kỳ tốt trên cái mẫu micro này. Với cái giải âm trung tính của Vatasa thì trong thời gian qua được rất nhiều gia đình, đặc biệt là khách hàng ưa chuộng sử dụng cái dòng mic này. Hát không hay cũng thành ca sĩ đúng không quý vị? Và chắc chắn rồi đúng không ạ? Rất nhiều quý vị và các bạn đang rất nóng lòng muốn trải nghiệm cái chất lượng âm thanh của bộ dàn này của chúng ta ngày hôm nay. Thì bây giờ Quang Trường sẽ alo thử tiếng micro này và chúng ta sẽ hát một đoạn karaoke, sau đó chúng ta sẽ cùng trải nghiệm cái chất lượng âm thanh music nha mọi người. Thưa quý vị, với cái giọng hát của anh Toàn thì cũng không quá chuyên nghiệp và xuất sắc như ca sĩ, cho nên Quang Trường tăng thêm một chút reverb quý vị này, rồi cái đuôi echo hơi dài một chút để hỗ trợ cái giọng hát. Và bây giờ thì quý vị cùng nghe và cảm nhận nhé. Lý 1, 2, 5, 6, 6, 7, alo, alo. Đêm bao lá vàng đốn thử tình cũ, với mây trời xa dịu bước em đi, nước mắt chìm theo sóng rượu phân ly. Trước khi anh Toàn quyết định mua bộ dàn này thì anh đã tham khảo qua nhiều bên chưa? Cuối cùng thì lý do như nào mà anh đã quyết định là chọn trở thành audio để mình gửi chọn niềm tin mua sắm cái combo này? Trước khi mua bộ dàn này thì mình cũng tìm hiểu trên mạng rất nhiều. Dạ. Và cũng xem kênh YouTube của Quang Trường. Dạ. Thấy bên Trường Thành cũng là một đơn vị uy tín nên mình quyết định mình mua của bên Trường Thành. Dạ. Vậy thì hôm nay mà trở thành audio lắp đặt xong, đặc biệt là em qua trường lắp cho anh xong ấy, thì anh có cái cảm nhận như thế nào thực tế về cái chất lượng âm thanh? Liệu anh đã cảm thấy hài lòng về cái tầm tiền mình đã bỏ ra chưa, rồi cái phong cách phục vụ của bên trở thành audio? Cách thì bên trở thành audio rất tốt, còn âm thanh thì nói chung là mọi người có mỗi cái tai nghe, mọi người có cũng mỗi cái cách cảm nhận về cái âm thanh khác nhau chứ không ai giống ai. Và so với giá tiền thì tầm đó thì thấy mình cũng hài lòng với cái sản phẩm này. Cũng rất cảm ơn bên Trường Thành Audio. Dạ. Rồi, thay mặt công ty thì cảm ơn anh Toàn rất nhiều nhé. Chúc anh và gia đình là giải trí thật là hạnh phúc bên cái bộ dàn này. Cảm ơn toàn thể quý vị và các bạn thân yêu đã luôn luôn đồng hành, theo dõi, ủng hộ Trường Thành Audio trong suốt thời gian qua. Đặc biệt là với những quý vị nào chúng ta đang có nhu cầu mua sắm những bộ dàn âm thanh và nâng cấp những bộ dàn âm thanh của gia đình mình hay là kinh doanh, thì quý vị hãy nhanh tay liên hệ đến với Trường Thành Audio nha. Đội ngũ kỹ thuật viên của Trường Thành Audio sẽ tư vấn và đưa ra rất nhiều những cái giải pháp để phối ghép cho quý vị và các bạn làm sao để tối ưu hóa được cái chất lượng âm thanh quý vị này, nhu cầu mục đích sử dụng phù hợp với cái tầm tiền mà quý vị đầu tư đúng với cái giá trị của chúng ta, và đặc biệt là để quý vị xem được rất nhiều những cái sản phẩm có trong combo này, thì quý vị nhớ truy cập vào website www.truongthanhaudio.com nha. Trên gian hàng chuyên nghiệp của chúng tôi thì sẽ có rất nhiều thông tin liên quan đến giá bán quý vị này, chương trình khuyến mại của tất cả những cái sản phẩm như loa CVS, XB12 Little quý vị này, rồi tất cả cục đẩy công suất, rồi vang số Vatasa V6 Pro, rồi micro Vatasa T800. Nếu quý vị cảm thấy video hữu ích thì hãy nhấn nút like quý vị này, subscribe tức là đăng ký kênh, share kênh ủng hộ Trường Thành Audio nha. Xin chào, hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn trong một video lần sau. Trường Thành Audio, uy tín hàng đầu, âm thanh tuyệt hảo.